Giới thiệu với các bạn, đây là thành viên mới trong gia đình của người cá tion. Cô nàng nhím, cô ấy đang nằm ngủ. Và cô ấy sẽ tạm thời ở với bạn sóc Bắc Mỹ. Bạn sóc Bắc Mỹ khỏe không? Bạn sóc Bắc Mỹ gặp tion là cười đó các bạn ơi. Bạn sóc Bắc Mỹ, bạn thích tion lắm. Cô nàng nhím ơi, dậy đi. Cô nàng nhím vô đây. Cô nàng nhím từ nay ở với bạn sóc Bắc Mỹ nha. Các bạn muốn ủng hộ cô nàng nhím và sóc Bắc Mỹ không? Nhớ nhấn like, đăng ký kênh YouTube và coi share thật nhiều để ủng hộ các bạn ấy, ủng hộ giống nội của các bạn ấy. Tôi cố gắng là năm 2017 này sẽ giải cứu nhiều động vật hơn. Những con vật này giải cứu xong rồi mà không có điều kiện chăm sóc đó, thì Tion cũng có cái nguồn kinh phí để lấy cái tiền đó gửi cho những bạn ủng hộ yêu thích Tion trên mạng đó, nuôi dùm Tion. Xong rồi các bạn nuôi dùm Tion rồi Tion gửi cái tiền quảng cáo từ YouTube này kia nè, rồi cho các bạn, để các bạn lấy cái kinh phí đó mà giúp Tion chăm sóc động vật. Chứ Tion là không có thời gian. Và chúng ta sẽ cố gắng tạo ra cái quỹ bảo vệ động vật và cứu nhiều động vật hơn bị ngược đãi và bị đối xử không tốt ở Việt Nam. Bạn sắp bắt Mỹ ra kiếm Tion. Bạn sóc Bắc Mỹ này trước đây có cuộc sống rất tốt, nhưng vì chủ nhân của mình đi Nhật không thể mang theo được nên gửi cho Tion chăm sóc. Hiện tại nhà của Tion cũng mới sửa chữa lại nên sắp tới Tion cũng làm nhà cho bạn sóc Bắc Mỹ khang trang hơn. Do cứu động vật nhiều quá nên chưa có thời gian đầu tư chỗ ở cho bạn sóc Bắc Mỹ. Cái con này nhím này thích ăn hộp thức ăn của mèo. Để Tion bỏ cái này vô cho cô ta đứng, chứ không thôi cô ta bị té. Xong rồi Tion sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi giải cứu động vật của mình. Ây da trời ơi. Trời ơi, cô ấy tới tháng rồi nè hay sao nè. Làm con gái thiệt là khổ quá hả con. Rồi con đứng trong này đi nha con. Làm người nữ đã khổ rồi, làm động vật nữ nó còn khổ hơn nữa. Sinh sản này kia ha. Con đứng ở trong đó đi. Đây, đây thức ăn của cô ấy. Tạm thời như vậy thôi. Bởi vì giờ tôi phải đi giao hàng đuôi nàng tiên cá cuối năm còn một cái nữa. Ông đây nha. Cô sắp bắt Mỹ. Chú sóc Bắc Mỹ chứ, chú sóc Bắc Mỹ. Cô nhím và chú sóc Bắc Mỹ.